Ví dụ như là sắp tới tôi đang có một lời mời để tôi đang trên cái vấn đề thỏa thuận để có thể làm mua bản quyền để làm Squid Game Việt Nam trên nền tảng OTT. Đó là chúng tôi đang nhận được lời mời thôi, chúng tôi chưa biết là chúng tôi có deal thành công hay không và cái kinh phí họ dành cho mình là bao nhiêu để có thể thực hiện một bộ phim mà nó đã quá thành công như vậy. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là bạn cũng là người xem phim nhiều cho nên bạn cũng có những cái suy đoán. Tôi nghĩ là Mai sẽ có một cái gì đó nó hơi Mai sẽ theo hướng hiện thực phê phán và có một cái gì đó nó hơi black hơn một chút. Bởi vì tôi sợ lặp lại mình lắm, cái việc mình coi cái gì mà nó na ná, nó chán lắm. Cho nên là tôi sẽ luôn luôn, mỗi một lần mà tôi ra sản phẩm, tôi sẽ luôn luôn mong muốn là quý vị sẽ coi được một cái cảm giác khác, một cái trải nghiệm khác. Cho nên là tôi sẽ làm Mai theo một cái hướng mà chắc quý vị sẽ không đoán được đâu nó. Dạ vâng. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cho nó có một cái màu sắc khác so với lại những gì mà mọi người vẫn tưởng tượng về mình. Tôi nghĩ vậy. Thì nó cũng giống như định kiến xã hội, thì người ta sẽ nói là ở Lý Dương Bảo Lâm là sẽ rất là nhoi, rất là rần rần mỗi lần xuất hiện. Tôi sẽ tìm cách làm cho quý vị thay đổi sách suy nghĩ về Lý Dương Bảo Lâm. Quý vị sẽ thấy Lê Giang là ồn ào, là thế này thế nọ. Tôi sẽ làm cho quý vị thay đổi cách nhìn về Lê Giang. Trong phim Mai, tôi sẽ hứa với quý vị không thấy một người bạn của Trấn Thành nào ở trong cái phim này. Tất cả đều là nhân vật. Và tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm mọi cách để tôi làm được cái lời hứa này. Và tôi cũng tiếp diễn cái câu của bạn là về OTT thì chúng tôi có những lời mời. Ví dụ như là sắp tới tôi đang có một lời mời để tôi đang trên cái vấn đề thỏa thuận để có thể làm mua bản quyền để làm Squid Game Việt Nam trên nền tảng OTT. Đó là chúng tôi đang nhận được lời mời thôi, chúng tôi chưa biết là chúng tôi có deal thành công hay không và cái kinh phí họ dành cho mình là bao nhiêu để có thể thực hiện một bộ phim mà nó đã quá thành công như vậy. Và tôi cũng, đó cũng là một áp lực của tôi và tôi cũng hy vọng rằng là nếu như có thể deal được thành công được cái dự án này thì tôi không làm khán giả Việt Nam thất vọng. Và chúng tôi cũng phải có được đủ một cái lượng chi phí nhất định để làm được một bộ phim hay. Phim mà không có chi phí, không cách nào làm hay được, thưa quý vị, chỉ có thể làm coi được. Còn bảo là ra tuyệt phẩm không thể, tại vì mình có những ý tưởng mình muốn nó như vậy, không đủ tiền để mình làm cái bối cảnh đó thì làm sao làm được. Cho nên, rồi thí dụ như quý vị nghĩ là bộ phim là cái gì mà về chiến tranh hay là lịch sử, mặc đồ cổ trang mới là tốn tiền. Quý vị ơi, có những bộ phim hiện đại nó tốn kém kinh khủng, đó là do cái yêu cầu của ông đạo diễn thôi. Nhiều khi cũng một cái cảnh mà cái anh Khánh này uống một ly nước, mà ông đạo diễn yêu cầu đằng sau đó 80 người ngồi, đó là một cái sân vận động thì sao, nhưng mà chỉ quay cái cảnh anh Khánh này uống một cái ly nước mà đằng sau phải là một cái sân vận động 80.000 người, bởi vì ngày hôm đó là SEA Games. Tôi nói ví dụ vậy, cái tình huống trong phim nó là như vậy. Bây giờ mình phải làm thôi. Cho nên là quý vị đừng nghĩ rằng cái bộ phim nào cứ hiện đại là không tốn tiền. Dạ tốn, hay không là do cái yêu cầu của ông đạo diễn, xài máy nào, DOP nào, mời diễn viên nào và lấy cái diễn viên xịn. Nếu như quay bình thường, ông đạo diễn nào dễ tính, ok, cho qua, take này ok, good rồi. Còn cái ông đạo diễn nào khó tính, không, quay lại, take thứ 10, 11, 20, 30. Mỗi lần quay như vậy là mỗi lần mất thời gian, một ngày làm phim là mất khoảng trên nửa tỷ, thì quý vị cứ tính đi, cứ bao nhiêu ngày của chúng tôi là bao nhiêu tiền, thì không thể nó nói là không tốn tiền được. Cho nên là quý vị đừng thấy Mai là một cái bộ phim về đề tài hiện thực xã hội là quý vị nghĩ nó không tốn tiền, do yêu cầu của chúng ta thôi. Chúng ta muốn làm cái tác phẩm mình chỉnh chu cỡ nào thôi. Tại vì LV cũng đưa gạch bông lên họa tiết của áo quần mà, không mà bình thường gạch bông nó vẫn là gạch bông, nhưng đưa lên áo LV thì nó sẽ là LV. Cho nên chúng ta sẽ nghĩ một cái cách nào đó để rằng mình thay đổi hết toàn bộ suy nghĩ của chúng ta về một cái gì đó, mình sẽ luôn
hình như bên này còn có khả năng thay đổi hơn, họ còn phát triển hơn nhỉ, họ không chỉ tới đây nhỉ. Tôi hy vọng tôi sẽ làm được điều đó cho khán giả của mình.